Hello, xin chào đại gia đình. Lời đầu tiên Quý Bảo xin cảm ơn mọi người đã quan tâm tới kênh Hàng Nhật Bãi đã qua sử dụng của Quý Bảo. Và ngày hôm nay Quý Bảo tiếp tục lên một video nữa để phục vụ cho anh em chú bác và thầy thợ nha mọi người. Hôm nay Quý Bảo sẽ lên vừa đầu nghề ha, vừa đầu nghề, vừa thùng đồ nghề ha, vừa một mớ đầu điện nha anh em, motor ha, cũng như là khoan bàn mini và bơm hơi ha, bơm hơi nén khí. Rồi gần màn hình mình có gì? Cảo C nha anh em, cảo C, đầu búa tạ, e tô để bàn mini ha, rồi rìu, rửa, kéo thợ may nha mọi người. Cảo ép ha, đe tròn đó. Rồi ống dòm nha anh em, ống dòm, có cái ống dòm nhỏ nha anh em ha. Rồi bấm ghim cũng như là thở si ha, thở si hai cái. Rồi đấm bóp làm cái nha mọi người, đấm bóp làm cái. Rồi mài đánh bóng nhỏ nhuyễn mini ha, nhỏ. Rồi một cái mài hợp kim nha anh em, mài hợp kim một đá ha, nằm ngửa ha, đó, một đá nằm ngửa. Rồi cuộn dây điện thì cũng có cuộn nha anh em, nhiều á, dây điện Hataya mình có nhiều ha. Thùng đồ nghề làm 3 thùng đó, thùng đồ nghề làm 3 thùng, cũng như là bơm hơi thì làm cái Hitachi BA600B nha mọi người đó. Còn bơm hơi nén khí thì còn khoan bàn mini thì làm cái Toshiba ha, làm cái Toshiba. Rồi tham khảo đi nha anh em ha. Đó, có một cái mài hợp kim ha, hợp kim gì à? một cái nằm ngay giữa sân khấu mọi người đó, nó đảo chiều nha à, cái máy đó nó đảo chiều nha, quay tới quay lui được nha anh em, cũng độc lạ ha đó. Rồi có một cái cảo ép cũng lạ nha anh em, cảo ép lạ đó ha. Ống dòm nè, ống dòm để sát màn hình bên trái nè mọi người đó. Có cứng cá, cái này chú bác về khéo tay là chỉnh sửa là sơn chú bác ha. Đó, hàng bãi mà vậy thì cũng còn may mắn đó. 9.300 cũng làm cái nha mọi người, cứ mình mong sao mỗi video mỗi clip mình đều lên một em Martin 9.300 ha. Rồi tới nay là điều đó mình đã thực hiện được, cứ mỗi video thì mình đều có một em Martin nha anh em ha. Hôm qua một cái cũng được chú bác hưởng ứng, hôm nay sẽ làm thêm cái nữa. Rồi thôi bây giờ pha phê uống ha, pha phê chuẩn bị lên xe video nha anh em. Rồi không để mọi người chờ lâu, mình tập trung vào chuyên môn nha mọi người. Hôm nay Quý Bảo sẽ tiếp tục làm từ số 576 nha anh em. Đầu tiên thì 576 nó có AB nha anh em ha, 576 nó có AB đó. À 576A mình bán 250k, 576A mình bán 250k cho một cái eto lạ ha. Cái này mình cũng vẫn kêu là cái eto lạ, thật sự mình không biết nó để làm cái gì ha anh em. Đó, đây còn mới nha mọi người, mà sao cái này ra bãi mà không tìm được thôi, mà hãy tìm được nó là nó mới ha. Đó, nhôm nha anh em, bằng nhôm ha, cái này xay là cứng nha anh em ha. Đó, xay là cứng nha anh em ha. Đó,
Cái này thì có người ta nói là để cho mấy mấy cái hình mannequin đó anh em. Đó. Còn có người thì để cái dù nè anh em. Để đây nè. Để đây siết lại cứng nha anh em ha. Cái này siết lại cứng nè. Ra vô nè ha, siết lại cứng nè. Đó. Người thích để đây kẹp vô ha, làm đây làm cái dù hết anh em ha. Còn riêng mình ngày xưa đây cái này là mình để kẹp ở bàn. Mình để vô cái cạnh bàn. Anh em. Mình để vô cạnh bàn. Rồi rồi trên đây mình để cái đồ để điện thoại, mình quay video. Mình để cạnh bàn đây. Rồi để cái đồ đây rồi quay video nè anh em. Đó, đây cứng đây nha. Xí ra xí vô là cứng nha anh em. Xe tới xe lui được ha. Đó, nghiêng ngã được nè. Đó. Cái này là made in Japan nha mọi người ha, made in Japan anh em ha. Anh em coi, để coi cái bề dài ngang bao nhiêu cho cái cân đi. À, cái bề dài tổng thể của nó là 35 phân nha anh em ha. Cái bề dài tổng thể nó là 35 phân đó, 35 phân đó. Nó một màu xanh ngọc nha anh em ha. Ở đây là cao su nè đó, đồng tiền còn nha mọi người, đồng tiền xây được ha. Đó, còn khá mới nha anh em ha. Mà thường thường sao sao mình cũng thấy lạ, những cái này trong bãi thường thường nó là mới không anh em, lâu lâu lụm cái nào cũng mới hết trơn á ha. Rồi một cái mình vẫn nói là một cái eto để bàn lại nha anh em, mình bán 250k ha, 250k. Để coi em này nặng nhiêu. Em này nó nặng 7 lạng, hơn 7 lạng nha anh em. Hơn 7 lạng. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mình có một cái mã số 2. À, là B nha anh em. Đó, 576B. 576B. Mình bán 350k. Đây. Một cái ống dòm anh em. Một cái ống dòm ha. Đó. Có cấn cá nè anh em ha, có cấn cá nè. Coi chú bác về có chỉnh sửa lại không ha. Đó, có cấn cá nè, bằng da nha anh em ha, nhưng mà còn dòm được nha mọi người ha, còn dòm được nha. Đó, cái này nè, này đẩy lại cũng được nè. Đó, đẩy lại nè. Đó, thì cái do cái hộp nó có cấn cá nên có lúc đẩy được lúc không anh em. Đây nè. Đó. À, có chỉnh nút nha anh em, chỉnh nút ha. Cái ống dòm xưa ha. Full inox nha ha. Nó có cứng cá nhưng mà nó là inox, đâm ra nó cái này là lúc lúc mở được lúc không nha anh em ha. Cái lúc thì mở được, lúc thì không. Đó. Lúc lại được, lúc lại không anh em. Đó. Chú bác coi nha chú bác. Đây nè, đẩy vô nè. Đẩy vô là đẩy lại nè anh em. Đó, giờ hôm qua đẩy cũng được, hôm nay tự động đưa lên đây làm như sao đẩy được nè anh em. Đó, hôm qua đẩy hoài đẩy cũng được. Nhưng mà đây có cứng cá nha mọi người ha, nhìn đi nha ha. Đó, đây nè. Đây về gò sao lại được, hay chú bác gò sao cố gắng chú bác ha. Còn không thì cứ để vậy thôi ha. Ở đây cái vô này lên nè anh em, bật ra nè. Coi cái hàng chữ đi mọi người. Ha, hàng chữ vẫn còn coi như ống dòm vẫn còn nhìn được nha anh em ha, ống dòm vẫn còn nhìn được nha mọi người. Đó, made in Japan này nha mọi người ha. Cái này bằng da nè, đây bằng da nè, có bụi bãi nha anh em, lấm tấm bụi bãi ha. Còn cái thép của nó thì là thép không rỉ nha mọi người, không có dấu hiệu là ăn mòn nha anh em ha, không có dốc xi nha anh em ha. Có cứng cá đây ha, có cứng cá ha. Đó, lúc thì đậy được, lúc không đậy được, như hôm qua đậy không được, hôm nay mới vừa lên sóng là đậy được liền. Là đẩy vô nè anh em, đẩy vô nè, đậy lại nha. Đó, để coi đậy được không. Đây đậy được nè anh em, lúc đậy được lúc không ha. Hôm qua đậy không được. Đây có chỉnh nè, chỉnh xa gần nè anh em, chỉnh nhìn xa gần nhìn rõ nè ha. Rồi coi nha anh em,
có hàng chữ Made in Japan nha anh em. Rồi một cái ống dòm có cứng cá ha, đây ha, đây ha, đúng một cạnh luôn ha, né được cạnh này, né được cái khúc này thì quá ngon rồi ha. Này chú bác về sao mà giải quyết được cái chỗ này thì quá êm luôn ha. Này phải khéo tài dữ lắm đó nha chú bác nha. Rồi nó được như bên đây là ok ha, ha chú bác anh em. Đó này bỏ túi đi du lịch thì thôi rồi đó nha ha, không đụng hàng nha anh em. Xưa cổ ha, xưa cổ dòm còn được nha mọi người. Dòm là nhìn xa dòm vô thấy gần liền á ha, không bể mẻ nha anh em. Rồi cái mã 576B mình bán 350k nha anh em, 350k xong. Let's go. Tiếp theo là cái mã 577 mình bán 520k. Đó là một cái eto để bàn ha, một eto mini để bàn để có cái hàm nó nặng như cái hàm nó nhiêu. Hàm này hàm lớn nha anh em, hàm này nó là 7,5 nha mọi người, 7,5 có nặng nhiêu. Nó nặng gần một ký lô sáu nha anh em, nặng gần 1 ký lô 6. Rồi quay ra quay vô coi. Nhẹ nhàng anh em ha, nhẹ nhàng coi em có cái hàm là có cái nó mở ra được nhiêu đó, cái này tối đa rồi anh em đó. Có cái hàm mở được bao nhiêu ha, này nó mở được 3,5 nha anh em, 3,5 coi như là đồng tiền còn đầy đủ nha anh em ha, nước sơn đỏ còn ha. Trên hàm này có dập nha anh em ha, có dập. Môi em nè, môi em nói trơn láng nha mọi người, môi em nói còn trơn láng ha. Rồi quay vô ơi. Không cứng cá nha anh em ha, này để bàn đó, này kẹp vô để bàn anh em ha. Đây có hai lỗ để bắt tán nè, cứng khừ luôn nha anh em ha, nhẹ nhàng ha, không ngủ đông ha, không rỉ sét nha anh em. Đó. Em này nè nặng gần ký lô 6 nha mọi người, nặng á ha. Rồi một cái đe mini mình bán 520k, cái mã 577. Xong let's go. Tiếp theo mã là 578. 578 mình bán 320k cho hai cái cảo C. Cái thứ nhất forget sale ra băng ha, forget sale ra băng, này là hàng super nha anh em, này là của super ha, 50 à. Rồi quay ra vô coi, đồng tiền còn nha anh em ha, quay ra quay vô nhẹ nhàng nha anh em ha, ngay giữa tầm ha. À, chứng tỏ là không công không quên nha anh em ha, có chút bụi bãi ha. Rồi đo cái hàm này của em nó là nhiêu. Mình có thể là được là 5,5 nha anh em ha, 5,5. Rồi có cái lòng trong này có được nhiêu, lòng trong là 3,5 nha mọi người ha, 3,5 đó. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, cái hai là đèn 100ml nè mọi người, 100ml đó. Em này thì có bụi bãi ha, chưa lau chùi đó. Rồi coi bề dài nó nhiêu, bề dài của nó là 17 phân nha anh em. Rồi coi cái bề kẹp của nó được nhiêu, coi như khả năng là kẹp được 9 phân nè
này là 10 phân trừ 1 phân cái đồng tiền đi, còn 9 phân nha anh em, 9 phân. Cái lòng trong mình nó nhiêu? Là 5 phân nha anh em. À, sản phẩm là 5 phân là kẹp được nha anh em ha. 5 phân. Rồi. Coi cặp này cân lên coi nó nhiêu nha anh em. Có nặng nhiêu ha. Một cặp này nó nặng 9 lạng nha anh em. 9 lạng cho cặp cẩu xe này ha. Đó. Tham khảo nha anh em. Rồi. Một cặp cáo xê này mà cái mã 578 mình bán 320k cho cặp nha anh em. Tiếp theo mình có một cái cáo xê 579 mình có một cái cáo xê mình bán 220k. Cái đề chữ 75mm nè anh em, 75mm ha. Rồi để coi cái bề ngang bề dày tổng thể cái cẩu xe rồi coi nó sao ha. Thông thường là cẩu xe nó bề dày, còn cái này nó nằm ngang nè mọi người, đúng không? Đó. Rồi đây, từ đây bề ngang nó là được 19.5 nha anh em ha. 19.5 ha. Rồi bề cao nó nè, bề cao nó có 15 phân nha anh em ha. Bề này nó dài hơn nè. Đó. Rồi coi cái nó mở được cái hàm ra được nhiêu. Mở cái hàm này ra được là 9 phân nha anh em. Vật có thể kẹp được là 8.5 nha anh em ha. 8.5 ha. Rồi trong cái đường kính trong này coi nó nhiêu nè. Đó. Là 14.5 nha mọi người. 14.5, vật thể 14.5 là kẹp được nha anh em ha. Đó. Hành trình của nó ha. 14.5. Rồi có cái cẩu này nó nặng nhiêu? Nó nặng 6 lạng nha mọi người. Một cây là nặng 6 lạng nha anh em. Ha. 6 lạng. Em nói thì không cấn cá không gì đó nha em, đồng tiền còn ha. Đó. Có bụi bãi ha. Đó. Rồi. Một em cẩu C. Cái mã 579 mình bán 220k nha anh em. 220k cho một cẩu xê. Nay dạo này làm đồ nghề ha, quay lại làm đồ nghề anh em ha. Làm motor rồi máy móc rồi mệt mỏi ha. Nặng nề. Rồi tiếp theo mình có 580. Lấy cái khúc gỗ để bấm cái tép cái đó luôn ha. 580. Mình có một cái cẩu ép ha. 580 mình có một cẩu ép tự động ha, không cần siết. Đó. Một cái cẩu ép tự động đây mọi người, đẩy lên ha. Đây nè, đẩy lên ha. Bóp vô siết nha. Đây siết cứng ha, có cò luôn nha anh em ha. Lấy ra ha. Đây ha. Rồi đẩy lên nè, đẩy lên nè ha. Bóp cò nè ha, siết nè ha, đúng không? Cẩu lạ nè anh em đó. Rồi bóp cò nè, dở ra nè ha, anh em ha. Rồi kéo lên nè, kéo lên buông ra nè. Rồi siết vô tự động cứng anh em nha anh em ha. Không cần bóp cò ha, đẩy vô một hai cái là tự động cứng nha anh em. Đó. Em này là của thằng Chetco ha. Nó là 160x80 anh em ha. Đó. Từ đó giờ mới thấy cây cảo này nè mọi người. Ha, để coi nặng nhiêu nha. Nó nặng là gần 7 lạng nha anh em. Cái thằng chết cô ha. Nặng lần 7 lạng. Rồi giờ mình muốn lấy ra nè mọi người. Ha, mình siết rồi, giờ mình lấy ra là bóp cò nè anh em. Ha. Bóp cò kéo xuống. Ha. Rồi đẩy lên nè. Rồi. Buông ra nè. Bóp cò là tự động cứng nha anh em. Ha. Đẩy vô chứ, đẩy vô tự động cứng nha anh em, ha không? Đẩy vô. Đó, càng đẩy nó càng cứng ha. Càng đẩy nó càng cứng.
muốn muốn lấy ra nè, bóp cò nè, lấy ra nha anh em. Đó, rồi đẩy vô nè, ha, đẩy vô, càng đẩy nó càng cứng nha, ha, tự động ha, không cần siết ha. Rồi một cây thì coi đo bề dài cái xíu nữa đây, đo bề dài cái em nó nhiêu thì 180 rồi, mới 180 như này nó dài là 23 nha mọi người, 23 phân ha, 23 phân cho anh em này. Rồi xong, một cái cảo ép tự động có mã 580, mình bán 320k. Xong, let's go. Tiếp theo là mình có một cái bấm ghim nè, bấm ghim của Unmat ha anh em. Đó, của Unmat 580, 581 mình bán 280k. Nó là xài ghim của nó là thông dụng nha anh em, 23/8 nè, 23/8 ha. Đó, đây khi mà chốt hàng thì mình tặng theo hai hộp, coi như bấm ghim này ở ngoài bãi đem về sao là để còn nguyên vậy, chưa lau chùi nha anh em, chưa có lau chùi hết nha anh em, thấy nó còn mới ha. Rồi giờ bấm thử nha đây anh em ha, sát sao anh em ha, để trên cái cân ha, có độ rung mà vẫn còn sát sao anh em ha. Đó, cái này về bấm sim ly nha anh em ha, trần nhà ha, sim ly ha. Đó, lau phông rồi ha, hoặc là chị em nào mà bên thợ thiêu rồi ha anh em, thợ thiêu anh chị mua cho chị một cái ha, bấm khung cửa đồ á vậy đi nha. Còn sát sao anh em ha. Rồi coi thương hiệu ha, đây mát nha anh em, cái mã là TGA ha, Martin Japan nha mọi người ha, Martin Japan ha, có bụi bãi chưa chùi rửa nè, chùi cái ra sáng giới nè anh em, thấy không, Martin Japan đó, một màu nâu ha, đó, một màu nâu của rim ha, có bụi bãi nha anh em. Cái này là chùi sáng giới à, ta chưa chùi luôn á mọi người, đem về ha, đem về lật ra thấy nó còn nghiêm, là còn nghiêm của Nhật luôn nha. Rồi ha, đó, và mình khi mà chốt mình tặng theo hai hộp này nha anh em. Đó, không cứng cá nha mọi người ha, không cứng cá, ngoại hình em nói là còn 75%, 25% bụi bãi ha. Một cái bấm ghim mình mong muốn chia tay em này với cái giá 280k. Xong, let's go. Tiếp theo kéo nha anh em, kéo ha, đây kéo à, trước tiên là một combo hai cái kéo à, mình bán 450k cho một cho hai cái kéo, một cái cắt cành và một cái cắt chồi. Đó, tham quan nha anh em, tham quan trước cặp kéo đi nha ha. Trước tiên là tả dán cái kéo các cành trước nha anh em, coi như là lưỡi là không mẻ mọi người ha, lưỡi không mẻ ha. Đó, chữ Nhật nha anh em, chữ Nhật, thân đúc liền nha anh em, thân đúc liền, lò xo còn ha, à, móc khóa còn nha anh em. Đó, hai vai xui ha, coi như là cái này là chưa mài chưa gì nha chú bác, về chỉ là đánh cước lên cho nó sáng ha, cho nó bớt đi cái bụi bãi thôi, là lên sóng liền ha. À, lúc liền nè ha. Rồi đo bây giờ bị ngang bao nhiêu, cái này sẽ xây lớn nha mọi người, này bề dài tổng thể là 21 nha anh em, bề dài là 21 ha, xây đại ha. À, chữ có chữ chữ Nhật nha anh em,
có chuẩn Nhật luôn nha anh em ha, có đấu mộc ha, lưỡi không mẻ nha mọi người ha, lưỡi không mẻ ha, đó, chưa mài ha, đúc liền nha anh em. Quan trọng là cây này ha, đó, quan trọng là cây này là một cây nha anh em ha, không mẻ nha mọi người, nhìn kỹ nha anh em. Đó, không mẻ. Ngày đầu mà lên sóng làm sóng thật sự là với cái kéo các cành các chồi mình mệt mỏi với nó luôn. Nào là về thiếu lò xo ha, thiếu lò xo cũng đem về, nghĩ có lò xo rốt cuộc muốn có lò xo không phải là dễ ha anh em ha. Rồi thấy mẻ chút xíu cũng đem về nghĩ mày được ha, nhiều thứ. Rồi đủ thứ anh em. Còn bây giờ ra lựa là phải trước mắt thì nhìn không mẻ cái đã, tính gì tính ha, lò xo phải có, không mẻ ha. Không nói nhiều ha, không có lựa tầm bậy tầm bạ nữa rồi. Bớt rác đi mọi người ơi. Ha, một cây kéo cắt cành. Tiếp theo là một cái kéo cắt chồi. Đây, nguyên hàng chữ luôn ha anh em ha. Tướng sĩ tượng xe pháo ngựa luôn ha. Đó, chữ nhỏ đẹp ha, sắc bén ha. Lò xo ha, lò xo con sâu nha anh em, lò xo con sâu ha. Em này thì có hai vai xuôi, chân hai chân thẳng nha anh em, đúng không? Hai vai xuôi, hai chân thẳng. Em này có thiếu ngóc nha mọi người, thiếu ngóc nè ha. Cái này ốc này thì ốc xuôi cũng dễ tìm ốc đó anh em ha. Đó, cái thứ hai là thiếu cái quai nè. Đó, nhưng mà không quan trọng, quan trọng là cái cây này nha anh em. Cây này nha anh em, còn tặng cái này cũng giống như tặng thêm nha anh em ha. Tặng thêm nha. Quan trọng là cái cây này cũng đáng cái giá đó rồi nha mọi người, đúng không? Đúc liền nguyên khối nè, có chữ Nhật nha anh em, không mẻ ha. 21 phân xây đại nha anh em. Đó, còn cái cây này giống như là tặng thêm thôi nha mọi người. Đừng suy nghĩ quá về cây này nha anh em. Nhưng mà lò xo nha anh em ha, không mẻ ha. Không mẻ ha. Lưỡi không mẻ. Đó, cái này về ha, tháo cái chốt này nhôm lại anh em, mài ra tháo cái chốt nhôm này làm một cái dây da khác là ok nha với chú bác ha. Người kiếm cái 8-10 nó là để vô là ok anh em ha. Quan trọng cái dàn chữ nữa đi mọi người ha, nhìn dàn chữ đi ha. Đó, đó rõ luôn. Tướng sĩ tượng rồi xe pháo ngựa nguyên bằng cái tướng nằm đây luôn nè ha, 5-6 chữ luôn ha anh em ha, chữ nhỏ đẹp luôn á, sắc bén luôn mọi người, hiếm có hàng chữ này nữa nè, đúng không? Đó, cái này về chú bác phải tìm ngóc này nha chú bác ha. Giờ cái thứ hai là làm cho nó cái cán này. Giờ trước mắt là lấy cái lấy miếng dài chứ. Chị dài chút. Trước mắt bây giờ mình cột lại cho nó dễ cầm trước nha anh em. Ha. Đó. Rồi. Hai vai xuôi ha. Cà đồ quát là nơ nha anh em. Em này hai vai xuôi nè, hai chân thẳng nè ha, đẹp. Đó. Rồi, cặp nha mọi người. Cây này cũng đo luôn, cái bề dày em nó coi nhiêu. Bề dày em nói là 18.5 nha anh em ha. 18.5, còn cái cây này là dài 21 nha. Cây này là cây nhân vật chính nha mọi người ha. Mình bán 450k. Cây này là nhân vật chính ha. Còn cây này là chỉ là phụ thêm thôi nha chú bác ha. Nó thiếu cái nút là thiếu cái con tán nè ha. Đó. Rồi về làm thêm một cái dây quay nữa là em nó hoàn thiện nha mọi người, thấy không? Đó, rồi cặp này mình mong muốn chia tay là 450k nha anh em. Nha, nó sẽ lên đường sớm thôi con. Yên tâm đi con ha. Bởi vì em này đúc liền nguyên khối nè, mà thường thường đúc liền nguyên khối ít khi nào có chữ lắm nha anh em. Này có chữ luôn ha, có mộc luôn ha. Rồi xong, let's go. Tiếp theo thợ may mà đi tìm kéo thợ may thì thôi rồi đó nha ha. Đây,
có miếng giấy nào, miếng vải nào cắt cho cắt thử không. Đây một cái kéo thợ may nha anh em ha, xây này cũng xây vừa thôi chứ cũng không đại lắm ha, để coi cân nặng nhiêu. Nó chỉ có 2 lạng 2 anh em, để coi cái này làm sao. Hai cây y chang nhau anh em ha, nó cũng là 2 lạng 2 đó. Nhưng cây nào nó cũng có mã nha anh em ha, cây nào cũng có mã. Rồi cây thứ nhất nha, cây nhất có chữ nhật nha anh em, 2 chữ tán đồng ha, tán đồng ha. Ở đây là có nguyên một hàng chữ nhật ngang nha anh em ha, hàng chữ nhật ngang và 2 bông lúa ha, 2 bông lúa màu đen còn nhiều nha anh em, cán màu đen còn nhiều ha. Đó, có bụi bãi ha. Rồi rồi giờ test thử em này có nói sao nha mọi người. Đây ha, test thử rồi nói sao nha anh em. Kéo thợ may mà thợ may tìm kéo thợ may thì nó phải dày và nó phải dày đó thấy anh em ha. Rồi quan trọng là cái mũi của nó sao đó, nó phải dày đó, bấm tới đâu phải đi tới đó thấy anh em. Nhưng mà mình về mình cũng phải mài sơ anh em ha, thợ may chứ ha, cái nào mình cũng phải mài sơ đặc biệt nha anh em. Cố gắng là đừng để nó vớt cái lưng này của mình nhiều quá em ha. Ha. Nó đừng để vớt nhiều cái lưng này quá. Đó. Và cây thứ nhất vậy là nha anh em ha. Coi như cán màu đen nó vẫn còn nhiều luôn á. Ha. Chốt đồng còn đẹp nè anh em. Ha. Chữ nhật nè. Rồi cây thứ nhất mình bán 250k một cây. Là anh em nào chốt cây nào là đọc mã cái đó nha anh em. Cái này là mã 583 ha. Rồi tiếp theo mã 584 cũng 250k. Em này thì cái sơn đen vẫn còn nhiều ha, chốt đồng. Ở đây là 2 hàng chữ nhật nha anh em. Ở bên đây 1 hàng ha. Bên đây sát bên đây thêm 1 hàng nữa ha. Bên đây 4 chữ nè, 4 chữ. Ở đây, ở giữa đây 3 chữ nha anh em ha. Mỗi người mỗi vẻ. Bên đây thì không có chữ ha. Còn đây thì có bông lúa nè ha. Đó, bên đây có 2 chữ nhật. Còn bên đây thì W nằm một bên luôn ha. Ở đây 3 chữ, đây 4 chữ, đây 7 chữ, tướng khí tượng rồi xe hố ngựa luôn ha, liền lạc luôn. Đó. Em nào cũng có chút bụi bãi nha mọi người ha. Nằm bãi mà. Nằm bãi ở Nhật xong rồi còn đi trên biển nữa, về tới quốc lộ 1A nữa mà mọi người ha. Rồi xong test thử em này coi nó sao ha, test thử em nó sao. Em này hơi lục nha anh em, này về phải mài ha. Cây nào phải về mài nha anh em ha. Quan trọng là đừng cấn cá, đừng bể mẻ gì hết nha anh em. Rồi ha, rác không. Rồi cây thứ hai này mình cũng mong muốn chia tay 250k nha mọi người, 2 584 ha. Cố gắng đừng để cho thợ nó mài cái mặt trong rồi nha chú bác ha. Đó, đưa thợ nói mấy anh mài sao mài, đừng có vớt cái vòng trong này của tôi nhiều quá nha ha. Kéo mà vớt vòng trong nhiều là xài không có bền. Như vậy đó mọi người. Sư phụ mình nói vậy. Ha, sư phụ mình cũng nói vậy. Rồi, để coi bề dày nó nhiêu. Bề dày nó là 25 phân nha anh em. Thường thường là 25 phân là chung thôi, chứ thường thường là phải 27 phân ha. Cây đại là 27 phân. Đó. Cây này mấy chị em xài là vừa tầm rồi chị em, mấy chị em ơi ha.
còn mấy 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 anh lớn thì cần phải cây bự hơn ha, cầm chỗ nó sướng tay, cắt chỗ đã. Còn chị em là cầm cái này là vừa tầm nha chị em ha. Rồi xong, let's go. Tiếp theo của đàn ông đây, một cái đầu búa, hai cái đầu búa. Cái thứ nhất đủ tạ cho anh em, cái thứ nhất nặng 3,5 kg nha mọi người ha, nặng 3,5 kg đó, nặng anh em. Đầu ha, đầu không dập nha mọi người ha, đầu có xài xương xài lướt ha, không dập ha. Đây có chữ nhật anh em ha, đó. Rồi đầu này coi, đầu này cũng vậy nha anh em ha, có xài xương xài lướt ha, không dập nha anh em, đúng không? Đó. Này để anh em nào mà cần đập bên ngành gan rồi nè ha, đập gan rồi ha, hoặc là xưởng sẽ gỗ anh em ha, xưởng mộc thì chắc không xài rồi, nhưng mà sẽ gỗ thì sẽ xài nha anh em, sẽ gỗ đồ đó, đóng niêm rồi ha, đúng không? Cần cái thứ mà bự to là nó nha ha. Cái này 3,5 kg nè, 3,5 kg nè. Còn xưởng gỗ làm mộc là không xài thứ này nha ha, xẻ gỗ mới là xài nha anh em đó. Rồi cái này 3,5 kg nha mọi người. Đầu búa tạ 5-8 năm bán 420k cho các em đầu búa. Đầu búa tạ nặng 3,5 kg, 3,5 kg nha mọi người. Đó. Như cái đo cái bề dài nó bao nhiêu? Bề dài nó là 16,5 phân nha mọi người. 16,5 phân. Cái bề cao tổng thể của nó là 6 phân nha anh em. 6 phân non, 5,8 đi ha. 5,8 đi, lẻ chút cho nó vui ha. 5,8. Rồi sau một em 3,5 kg nha mọi người. Tới anh em 5 kg ha, em 5 kg nè, 5,5 kg chứ, em 5,5 kg nè anh em, đó, nặng luôn, 5,5 kg là có chữ luôn nha anh em, 5,5 ha. Rồi bên đây có một cái mộc nha ha, nhìn hình như là một cặp ngựa hay gì đây nè, theo mà nhìn nó thấy giống như cặp ngựa vậy đó anh em, cặp ngựa, một con ngựa nằm trên một, nó đang ôm một cái hình tròn ha, hình tròn giống như cái gì đó, quả cầu quả đất ha. Wow, ghê dữ vậy, làm ghê dữ vậy, cái búa làm gì đây. Đầu nè, đầu có dập lấm tấm nha anh em, lấm tấm ha ha, lấm tấm thôi nha ha, xương ha, nhuyễn nè ha. Đó em này chứ sau này cũng bị dập nè ha, cũng lương xương nhuyễn nha anh em ha. Nhìn đi chú bác ơi, mình tả dáng cái thứ này mình tả kỹ lắm nha chú bác. Đó 5,5 kg nha. Rồi cái ở dưới đây nó còn màu đỏ nè mọi người ha, nó còn màu đỏ luôn nè. Rồi đó cái bề dài của cái đầu búa này có bao nhiêu? 18 phân nha anh em. 18 phân. 6,8 nha mọi người. 6,8 cho cái đầu búa cao nè, cái đầu búa lớn này là bát giác nè ha. Vừa tạm vừa bát giác nữa, đủ thứ hết trơn á. Nhìn đi anh em. Nặng 5,5 kg khỏi coi ha, có số rồi coi gì nữa. Rồi xong. Cái mã 586 mình bán 680k cho đầu búa tạ nặng 5,5 kg, nặng phải thở. Rồi tiếp theo mình có một cái cục sắt tròn quay ha, 587 bán 400.000 cho cục sắt tròn quay đó. Anh em làm đe được không em? Đó ra thấy có cục sắt tròn nằm hoài, ngày nào ra bãi thấy cũng nằm đó, nằm hoài
thôi mình thấy vậy thôi đi cầm lại hỏi có bán rẻ không, đại mày để thấy nó nằm hoài mày bán rẻ mua coi, mua về coi như là cái đe đi ha, để coi nặng nhiêu hả. À? Ngày lúc cán rồi, đợi đây coi coi đưa em cân tạ lên coi có nặng nhiêu. Nó nặng là 3,5 kg, 3,5 kg cho cái đe này ha. Rồi coi cái đường kính của nó là nhiêu, đường kính nó 10 phân nha anh em, cái đường kính nó 10 phân nè ha, cái bề cao nó là 4,5 phân ha, đó 4,5 phân đường kính 10 phân, cục sắt tròn ha. Ở đây có hai chỗ rồi để nó còn một cái cây lên nữa nè anh em, mà tháo bỏ rồi mình bán như là một cái đe thôi. Đây nó còn một miếng thiết nữa nè, nó là một cái gì đó ha. Ở dưới đây thì mặt dưới này thì nó có rãnh nha anh em ha, nó khuyết ở trong nè, vòng trong nè ha. Đó chú bác coi đi ha, xài được xài nha, mình thì coi nó như là một cái đe thôi ha. Đó đường kính này là 10 phân nha anh em, một tấc nha, bề cao 4,5 phân. Rồi cái này mình bán 400k, nặng 3,5 kg nha mọi người. Đó này làm đe ok rồi ha, miễn sao cục sắt là làm đe được thôi, thế thôi. Rồi cái mã 587 mình bán 400k. Tiếp theo mình có một cái búa tác giác 8 cạnh, 588 mình bán 300k. Đây nó là cái búa 1,1 kg ha. Còn tem đều 1,1 kg luôn ha. Cán gỗ còn đẹp, cán gỗ còn đẹp ha mọi người. Đó cán gỗ còn đẹp, đầu bát giác nha, 8 cạnh ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha. Đó cái đường kính nhỏ nè ha, đường kính hơi nhỏ nè, còn bên đây nó lấy hết cái đường kính luôn rồi anh em, đúng không? Đó này để đóng những cái chỗ cái gì mà cần cái diện tích nhỏ là nó, còn nào mà xả láng cuộc đời lại qua bên đây nha mọi người, đúng không? Đó ở đây có dấu nè, cái dấu của cái xưởng đó là anh em ha. Đó. Còn khá đẹp ha, 1,1 kg ha anh em, 1,1k. Đó có để giá tiền không, coi đây không có để giá tiền, đẹp nha anh em, cán gỗ ha, coi nặng nhiêu, nặng đúng 2 kg luôn nha anh em, nặng đúng 2 kg ha. Đó ủa sao này ký mốt nặng đúng 2 kg ta, gọi là gai phan xin sorry nha anh em, không có bậy, nặng ký mốt thì nó phải là 1 kg thôi chứ. Nó đây là để là luôn cán là 1,2 kg anh em ha, luôn cán là 1,2 kg. Đó đầu búa nè anh em nhìn đi, chưa có dấu hiệu sử dụng còn đẹp luôn à ha. Có nhưng mà mình cũng nói xài xương xài lướt đi nha anh em, chứ thật sự là chưa có dấu hiệu sử dụng nè ha. Đó xài xương xài lướt, xài nhuyễn, xài đồ mi, xài tàn ha. Cán gỗ còn đẹp luôn á mọi người, còn tem nè ha. Đó rồi nói chi nhiều, rồi một cái búa 1,1 kg 8 cạnh mình bán 300k. Let's go. Tiếp theo có cái rìu cây rìu 589 mình bán 280k. Đầu có dập cầm lên thấy dập liền ha, cạnh không tà, 4 cạnh không tà,
đầu có dập ha. Đó. Lưỡi. Lưỡi không mẻ. Đúng không em? Lưỡi không mẻ. Còn đẹp ha. Còn đẹp. Nhìn đi Nam. Này muốn lấy cán lấy à, không lấy cán thôi. Đây. Cán vẫn để cho anh em ha. Đó, cán gỗ ha. Cán gỗ. Tem còn có giá trị sưu tầm ha. Sợ bị mất. Không sợ bị mất ha. Không có chữ nha mọi người, trơn láng mịn màng ha. Trơn láng mịn màng, không có chữ. Cái đầu nó nhiêu. Cái búa này coi. Này nó bề dài nó 12 phân rưỡi nha anh em. Bề ngang cái lưỡi búa của nó là 9 phân rưỡi ha anh em ha. Rồi bề dài cái búa, tổng thể bề dài cái búa bao nhiêu? 33 phân nha anh em. 33 phân. Đó. Cái búa còn đẹp nha mọi người ha. Cái búa còn đẹp, đầu nó có dập nè nhưng mà không tà xung quanh nha anh em ha. Không tà. Này mà có thêm một hàng chữ nữa thì thôi rồi, rồi nó phải lên tới 500.000 cây ha anh em ha. Còn giờ không có chữ. Anh em chú bác còn coi xài được không ha. Rồi, không có chữ thì bán hay theo không có chữ 280k, không bỏ, không bỏ sót em nào. Đồ nghề giờ này quý bảo ra lấy đồ nghề cũng chắc tay lắm anh em. Ha. Rồi xong. Tiếp theo cái mã 590. 590 đáng quan tâm nha chú bác. Đáng quan tâm nha ha. Bán 320k cho một cái lưỡi liềm ha. Một cái rìu rưỡi liềm. Có 3 chữ Nhật nha anh em. Có 3 chữ Nhật. Đó. Có chút sụt xịt nha anh em. Ha. Thấy có vẻ cầm có chút sụt xịt. Nhưng mà cán còn liền lạc nha mọi người. Ha. Cán còn liền lạc. Đó. Sụt xịt nhẹ thôi ha. Này về là tán lại hai này xíu là hết sụt xịt liền. Đó anh em. Đó, khoen là còn anh em, khoen là còn đẹp ha. Cái này là vừa chặt vừa móc cây xuống nè anh em. Rồi coi nặng nhiêu. Nó nặng là 3 lạng rưỡi nha anh em, gần 4 lạng ha. 3 lạng rưỡi hơn á, hơn 3 lạng rưỡi. Đó. Có bị dài nó nhiêu. Bề dài nó là 40 nha anh em, lưỡi nó là 16 phân ha. Bề dài 40, lưỡi 16 phân. Lưỡi không mẻ nha mọi người ha. Lưỡi không mẻ ha. Cái bề này 5 ly ha anh em. Cái bề sống đó nè. 5 ly ha. 5 ly. Ba chữ Nhật nha anh em ha. Đây nó có gợn sóng nè, có chữ 60 nè mọi người ha. Cái này là chủ bãi nó có thể là nó mài hoặc là bên kia nha anh em, còn về mình chưa đụng tới gì hết nha anh em ha. Nên này bên Nhật nó làm luôn, không biết, không chừng nữa ha. Chứ mình là không có rảnh để mà tỉa gọt cho nó như thế này nha anh em ha. Rồi xong. Một cây rìu mình bán 320k cho cây. Cây rựa, cây lưỡi liềm ha. Đó, lưỡi liềm. Xong. Tiếp tới cây thứ hai cũng 320k cho cây rựa. Có móc câu ha. Đó. Nhìn đi mọi người, có hàng kiểu Nhật ha. Đó. Này cho mấy chú quậy nó muốn bán được giá nè ha.
chẳng có máy mài nó ngồi chơi nó làm luôn ha, chắc lẽ vậy. Cái chủ quải á, nó muốn bán cho được giá đó ha, bắt đầu cái nó sẵn có máy mài bật lên nó để làm luôn. Mạng này nó cũng làm thấy cũng đẹp đó anh em. Đó, cái sóng này là hơn 5 ly nha, cái sóng bảo đảm hơn 5 ly á. Cái này là gần 6 ly mấy nha anh em, 6 ly mấy á, nhìn là biết hơn 5 ly rồi ha. Coi nặng nhiêu, cái này nặng hơn cái kia, cái này nặng gần nửa ký nha anh em, cái này nặng gần nửa ký, cán cũng có sụp xịt chút đỉnh nè, khoen vẫn còn đẹp nha mọi người, khoen dày nè, vẫn còn đẹp ha. Cán thì có vẻ hơi xấu nè nhưng mà liền lạc ha. Này có gì đâu, này đưa vô nhám tràn cái sáng giới luôn á, gỗ mà ha. Đó, lưỡi không mẻ nha anh em ha. Này chắc được chủ quải chăm sóc nè. Đó, về mài sơ cái nữa là ok nha anh em ha. Rửa này cầm vừa tay nè mọi người, có bề dài nó nhiêu, bề dài nó cũng là 41 nha anh em, 41 bằng cây kia 40, này 41 rồi xong. À, cái mã có chữ nhật nha anh em ha, có chữ nhật ha, đó 5 chữ rồi. Cái mã 591 mình bán 320k nha mọi người. Bây giờ vậy với con ơi, tiếp theo là mình có hai cái thở si ha, hai cái thở si. Cái thứ nhất là của thằng Hitachi ha, sản xuất tại Tokyo, Japan ha. Nó là 20W 100V ha. Nó là 0. Công lực của nó là 0.54 MPa ở dãy tầng 50 ha. Ở dãy tầng 50, dòng tua nó là 1390 nha anh em. Con ra con đưa cái máy khoan bàn mà cái đưa xích ra, rồi cái bơm hơi nén khí đó con câu dây vô coi. Đó, cái mã 592 con tháo một cái tay cầm của bên máy này ra, con để vô qua đó một cái tay cầm 592 mình bán 580k ha, của thằng Hitachi Tokyo Japan anh em. Có tích hợp công tắc nằm đây ha, ở đây là thổi vừa hút ha, vừa hút vừa thổi đó. cái bên hút nó cái cao su nó có cứng cá nè anh em ha, có thể tháo ra luôn được luôn nha anh em ha. Đó đó, coi như là không có cao su đi đó ha. Này là răng ngoài nha anh em ha, còn này đút ống vô thôi ha. Đó, nhưng mà vẫn để cho anh em nha anh em ha, vẫn để cho anh em rồi ha. Này tháo ra cũng vẫn được ha, nhưng mà vẫn để ha. Rồi bật máy test máy thử ha. Bật máy nè, rồi bật máy. Cái này là anh em nào có hồ cá ha, hồ cá Hòn Đông Bộ gì ha, đó rồi nhà mà có kinh doanh hải sản đâu ha, là mua nó là ok nha anh em. Tiếng máy là nghe là im ha, hơi há mạnh mẽ ha. Bên đây thổi nè, này là của Hitachi nha mọi người, sản xuất tại thành phố Tokyo ha. Em nói là một màu trắng là không cứng cá nha anh em ha, không cứng cá
em nó còn phải là 70%, 30% bụi bãi. Tích hợp tay cầm nè ha, rồi tắt máy. Rồi em này mình bán 580k cho em này ha, của là của Hitachi nha anh em, hàng hiệu ha, hàng hiệu nha anh em. Rồi tiếp theo là mình có em thứ hai đây. Em này thì toàn là chữ nhật không ha, toàn là chữ nhật không. Em này cao su thì mất hết 3 cao su, còn một cái thôi nha anh em đó. Đặc biệt ngoại hình là không cứng cá nha mọi người, thấy không? Công tắc tích hợp đây ha. Em nó sở hữu một màu cam nha anh em ha, sở hữu một màu cam đó. Rồi bật máy, wow mạnh nha, hơi hám mạnh nha anh em. Tiếng nghiêm nghe êm lắm mọi người ha. Hơi hám khá mạnh đó mọi người. Này là để chạy ngày chạy đêm nha mọi người ha. Này là phân sức là sản xuất ra để cho chạy ngày chạy đêm anh em. Rồi tắt ha. Em nó toàn là chữ nhật không anh em, thấy không? Toàn chữ nhật không à. Nói chỉ được, đã đọc được cái mã là 530 thôi ha. Rồi hoặc là số điện thoại. Vậy thôi. Ngoài ra là tìm cái thông số của nó là không có hết anh em ha. Đó, nhưng mà màu cam còn mới nè, màu xám nó còn đẹp luôn anh em. Em này đẹp á, còn mới đẹp á ha. Nhìn vô màn hình quả là còn đẹp nha mọi người. Rồi xong, let's go. Tiếp theo mình có một cái đấm bóp ha. Đúng là mỗi lần làm chỉ nên làm một cái thôi mọi người ha. Làm một cái anh em này chốt qua mà anh em khác chốt. Làm nhiều quá rốt cuộc anh em chốt cũng con cái. Cũng vậy á. Em này thì sẵn. Em này tem nhôm nha anh em ha, bốn tay cầm còn đầy đủ ha. Đó, bốn tay cầm còn đầy đủ. Em này là cái áo là có coi như phải nói là không cứng cá luôn ha. Em này đặc biệt em này có một tốc độ thôi nha mọi người ha. Em này là 100V nè. 100V nè. Nó là 65W nha anh em, mạnh nha. À, Tokyo nha ha. Tokyo. Cái model của nó là M5 nha ha. Đây là mọi người. Cái tem nó thì cũng không còn đọc nhiều được, đúng không? Đó, cái model nó là M5 nè. Đó. Volt nè, AC 100V nè ha. 50-60Hz nè. Là 65W nha ha. Đó. Tokyo ha. Rồi. Thế là xong ha. Thế là xong. Em nó tích hợp bốn tay cầm. À đây có cứng cá nè mọi người. Đây. Đây có tay cứng cá nha ha. Đây còn mặt dưới coi. Mặt dưới là không nha anh em ha. Mặt dưới là không có cứng cá gì hết ha. Coi như là chỉ bị chỗ này nha anh em ha. Đây ha. Đây một chỗ hai chỗ ha. Rồi xong. Còn thân hình ở trên là bốn cao su còn đầy đủ nha chú bác ha. Bốn cao su còn đầy đủ. Em này có một có
có một công tắc ha, on off thôi nha anh em ha, một tốc độ thôi ha. Rồi ghim điện, cái mã 5594 này mình bán 520k nha anh em. Đây khá mạnh ha, một tốc độ đương nhiên là phải làm mạnh rồi, bốn tay cầm còn đầy đủ nha anh em ha. Khá im khá mạnh, nhìn màn hình thấy đó có độ rung không mọi người, để đây là biết liền. Khá mạnh ha anh em ha, một tốc độ là nó phải mạnh vậy. Rồi một cái đấm bóp mình mong muốn chia tay em nó với giá 520k nha anh em, 520k một tốc độ nha mọi người ha. Rồi xong, let's go. Tiếp theo mình có cuộn dây điện, cuộn dây điện Hataya ha, mỗi ngày làm cuộn đó, nhưng mình là số lượng mình nhiều nha anh em ha. Trước tiên đó là cuộn dây điện là nó phải có cái nút này nha anh em ha, nó phải lên xuống được ha. Đó, trước tiên nó phải lên xuống được. Cái thứ hai là cái vỏ bề ngoài nó không bị cấn cá nha mọi người ha, nó phải song song với nhau ha, không bị cấn cá, phải song song với nhau. Và cái thứ ba bây giờ xong lấy cái mới mình lấy cái chưa vệ sinh đưa cái này là chưa vệ sinh nè anh em ha, này chưa vệ sinh lên sóng mà mất đẹp rồi. Cuốn này ra nè, đây 595 mình bán chỉ 350 nha anh em ha. Ở đây nè cái le ha, chống giật còn ha, bốn công tắc còn nha, bốn cái nắp còn nha anh em, có lò xo nha ha. Rồi là giờ vỏ là cái dây là bao không cứng cá nha mọi người, không đứt ha. Đó rồi, bây giờ test máy thử ha. Rồi bật le lên ha anh em, đèn cháy ha. Rồi là cuộn điện này mình bán 1.350.000 nha mọi người ha, cái mã 595 mình bán 1.350.000. Xong, let's go. Rút dây điện là 29m anh em, không cứng cá nha. Rồi tiếp đến mình có một em mini nhỏ nhuyễn nha anh em, một em mini nhỏ nhuyễn đây. Cái này là bên đây là mài hợp kim nha mọi người ha, bên đây là nó có cái đĩa mài hợp kim nè. Đó. Còn bên đây là đánh bóng nha anh em ha, cái này là để anh em cự gà rồi rất thích ha, đúng không? Rồi bây giờ đo cái bề ngang bề dài ha, hỏi đo coi có coi cái tay này là chưa, coi như là chưa tới gang tay nè mọi người ha, mình cũng đo cái đi. Cái bề dài của nó là có 17 phân nha anh em ha, 17 phân. Còn cái bề cao của nó nè 10 phân cho cái bề cao ha, bề dài là 17 phân, vừa gọn trong lòng bàn tay anh em, đúng không? Vừa gọn. Đây là cử còn đầy đủ nha mọi người ha, cử còn đầy đủ đó.
này tích hợp tay cầm luôn nè, này tích hợp tay cầm luôn nè ha, cử còn đầy đủ nha anh em. Đó rồi, ghim điện test máy thử ơi. Nó là của thằng National nha anh em, nó là 100V 50W ha. À, nó là hàng hiệu nha mọi người, 100V 50W, cái mã nó là DGKGB ha. Đó, dòng tua nó dòng tua 9000 nha châu Âu, dòng tua dữ à, có 50W nha mọi người, điện là 100V ha. Công tắc nằm đây ha anh em ha, tích hợp cao su nè. Đó, công tắc nằm đây tích hợp cao su, cái tốc độ cao nha anh em. Bật máy ha, thang ngoài ha. Bên đây là đánh bóng nha anh em ha, bên đây là đá hợp kim nha, bên đây hợp kim nha mọi người. Này mài cựa gà rồi ha. Ở này là mài cựa gà nè anh em, là mài cựa gà nè, đồng hồ rồi ha, đánh bóng đồng hồ rồi ha chú bác ha, nhỏ nhuyễn ha, không để chân tủ buffet nhìn cũng khá đẹp nha chú bác ha. Nó là màu xanh chuối ha. Rồi cái mã 596 này, 596 này mình bán 680k nha mọi người. Nó cứ 17 phân bề dài, bề cao nó có một tấc một nha, 10 phân nha anh em. Đó, nhỏ nhuyễn. Tiếp theo đây. Tiếp theo là một cái máy mài. Đó. Máy mài này mình không biết kêu là cái máy mài gì. À, ở trên đây là một cái bàn hợp kim nè anh em. Ha. À, này thấy một cái làn hợp kim nhôm thôi à ha, nó là cái làn hợp kim nhôm đó, phải chi mài nước đỡ quá ha, không sao, nhiều khi vẫn có tác dụng của cái mài này. Nhìn đi anh em, nó nằm trong một cái bao à ha, trong một cái áo mưa nè anh em ha, nhìn trong đi mọi người, sáng tài ha. Lật áo mưa lên coi nha, nó nằm trong cái áo mưa luôn nha anh em ha. Đây, lật áo mưa coi trước ha. Đó, nó có cái mã của nó này anh em. Này đời Super nè. Super nè ha. Super que 3 la mã. Đó. Radio Foster ha. Bravo Foster ha. Foster Foster mọi người đọc na ná nha cho mọi người ha. Chứ mình đọc chính xác là mình không làm nghề này đâu nha anh em ha. Đó rồi, để coi cái sao, có tem nó coi sao mà tem nó sao mà lệch hướng vậy nè, kéo ra vuốt thẳng ra. Đó, đây thông số kỹ thuật nằm ngay đây luôn, nó là 100V, dòng tua đó là 1320 ha. Nó là 125W, nó là 125W nha anh em ha, coi như là em này không bị cứng cá nha mọi người, nhìn tham khảo đi anh em ha. Đây nó có hai công tắc nè, coi như là quay tới quay lui được nha chú bác ha, quay tới quay lui được ha. Nó có áo mưa che luôn nha. Đó, công tắc tới lui nè, màu nó còn đẹp nha, bởi vì nó được nằm trong cái bao áo mưa nè anh em. Đó, giờ đậy lại ha. Rồi trên đây là trên đây là một bánh chớn bằng nhôm nha anh em ha, một bánh chớn bằng nhôm. Ghim điện đi con. Rồi bật công tắc thử coi nó sao nha. Hết hồn. Bật cái nút bên đây thì nó quay theo nó lên đèn nha anh em. Lên đèn. Nó quay theo kim đồng hồ. Ha. Rồi. Tắt đèn. Nó có cái tốc độ đề lẹ quá là mình hết hồn.
nó là cái nút này là nó theo kim đồng hồ nè mọi người ha. Giờ lấy cho nó ngưng lại đi, rồi giờ qua nút này coi. À, bên đây là có đèn nhá nha anh em, tốc độ quay ngược lại ha. Đó, rồi cho nó quay về cái tốc độ ngược lại coi, theo đúng kim đồng hồ coi nó sao. Làm lại nha, cái này là nguyên một bánh chớn nhôm nè anh em ha. Để coi này nó nhẹ không, à nó mở ra được nè, nhẹ nhàng. Để mở ra thử coi nắp này nó sao nha anh em. Đó, sống mà sao mà sao nó chậm chạp không đây. Này hơi nóng anh em ha, cái này nó phải nóng anh em, mà cái bóng đèn đây sao mà nó thấy có vẻ nó yếu anh em ha. Đó, bánh chớn nè mọi người, bánh chớn nhìn chất lượng nè ha. Rồi đây lại ghi điện lại con, khoan đây là ghi điện lại tới bán thử lại, nãy nghe tiếng kêu anh em, để chiếc kỹ là coi còn tiếng kêu không. Rồi ghi điện phát kêu anh em ha. Này mình cho ra phải cho thợ coi là cái bóng đèn ở đây hơi chập chờn ha. Ở này bây giờ có chập chờn đâu có thay được bóng 110 mà mọi người ha. Ha. Coi như là bên đây thấy bóng chập chờn nhưng mà còn cũng đâu thể nào thay được. 410 mà. Còn bóng đây thấy ok hết anh em ha. Đó. Vậy là nó hết kêu à. Đầu nghĩ nó kêu anh em. Đó. Chà, cái này mà cái này mà ế là cũng để xài được ok nha, để xây ha. Ha, rồi cái mã 597 mình bán 1.250.000 xong, let's go. Tiếp theo một đích men ha, một rồ đó, một rồ đó anh em. Đó, hôm qua làm cái bán 1.000.000 lên đường, hôm qua tem trắng đỏ ha, hôm nay trắng xanh nha anh em. Đó, em này thì coi như là coi như là ngoại hình nó có sao là còn y vậy hơn nha anh em ha, không có cử nha anh em ha. Đó, ở đây thì viên đá đỏ nè. Đó, còn 50%, còn đây là một viên đá mới nha anh em ha, một viên đá mới. Đó, này là mai tên nha, 9.300, dòng tua nó là 3.000, em nó thừa hưởng cái công lực nó là 230W nha mọi người. Đá là xài đá 125 ha. Đó, coi ngoại hình đi nè em, vẫn còn màu xanh nha mọi người. Đó,
để là không bị cấn cá nha chú bác, công tắc zin còn ha, hai cặp te còn đầy đủ nha chú bác ha. Em nó ngoại hình là còn khá đẹp ha, còn khá. Màu riêu nó vẫn còn anh em ha. Đó, rồi ghim điện không? Rồi. Giờ bật máy coi thử nó sao nha anh em. Khá im anh em ha, khá im đó. Em này là không bị cấn cá, không bị gì nha anh em ha. Bốn chân nó còn đầy đủ ha chú bác ha, bốn chân nó không bị cấn cá nè đó, nó là cặp te là còn đầy đủ ha, coi như là không có cử thôi. Ngoại hình em nói sao là còn y vậy nha anh em ha. Rồi xong, let's go. Ai gọi là rồi xong, let's go. Tiếp theo mình có ba cái thùng. Cái thùng thứ nhất. Cái thùng thứ nhất mã 599. Shipper nó gọi bên máy kia rồi. 599. Là một cái thùng ha. Của thằng Top Boy anh em, thùng còn mới nha ha, thùng còn mới, còn khá ha, nước sơn còn đẹp, nhìn trong đi mọi người ha. Đó. Rồi coi cái bề ngang bề dài nó nhiêu. Cái bề dài của nó là 34 phân nha anh em. 34 phân. À, cái bề ngang đó nè. Bề ngang là 15 phân nha mọi người. Bề ngang là 15 phân. Còn bề cao nó nè. Bề cao là 10 phân nha anh em ha. Thùng này thùng nhỏ nha mọi người ha. Đó. Trước mắt là coi ngoại hình nha chú bác. Ha. Trước mắt là coi ngoại hình. Đó. Coi như là không bị cấn cá nha chú bác. Thùng còn mới ha. Gầm là còn đẹp ha chú bác ha. Gầm là còn đẹp nè. Đó. Cái thùng này nặng nhiêu? Thùng này nó nặng gần kg 2 nha anh em. Gần kg 2. Đó. Rồi, cái thùng này mình bán 220k nha mọi người. 599 Top Boy ha. Đó. Rồi, xong, let's go. Tiếp theo cái thùng thứ hai, cái thùng này thứ hai đây, thùng thứ hai này thì màu sơn còn đẹp anh em ha, màu sơn còn đẹp đó, khóa còn anh em ha, hai khóa còn đó. Đặc biệt em này ngoại thất thì đây có cứng cá nha mọi người ha, đây cứng cá nè, móp ha đó. Nhìn đi nha chú bác. Đó. Rồi giờ coi nội thất coi nó ở trong nha. Coi cái dàn gầm nha anh em. Dàn gầm nó còn đẹp ha. Dàn gầm còn đẹp ha anh em. Nước sơn là coi như là còn ok ha. Rồi. Rồi dở trong ra coi.
nội thất nè chú bác ha, nước sơn còn đẹp ha, đó. Nó chỉ bị cứng cá cái mặt trước này đây thôi chú bác ha, anh em bị cứng cá đây thôi ha. Cái trong đây thì dưới đây nó cũng có cứng cá chút xíu nha mọi người ha. Đây cứng cá vài ba điểm nhỏ nhỏ ha, nhưng mà nước sơn là còn 80% luôn á, còn mới luôn á ha. Rồi khóa lại nè, đó, khóa lại. Rồi giờ cân nặng nó bao nhiêu, cân nặng nó là 2 kg nha anh em, 2 kg ha, 2 kg có giác ha, nặng 2 kg có giác. Rồi có bề dài nó nhiêu, bề dài nó là 36 phân nha anh em, 36 phân. Bề cao nó là 15 phân rưỡi nha chú bác, bề cao là 15 phân rưỡi ha. Bề ngang nó là 20 phân ha, khá bề ngang khá rộng, bề ngang khá rộng đó. Tay cầm đẹp nè mọi người ha, tay cầm đẹp nè ha, nhìn tay cầm đi anh em, đó tay cầm khá đẹp, hộp này xài ok ha, nặng hơn 2 kg. Rồi cái thùng đồ nghề này cái mã 600 nha anh em, mình mong muốn bán 380k ha, 380k cho cái thùng này. Rồi xong, let's go. Và tiếp theo một cái thùng đây 601, mình cũng bán 380k. Cái thùng này thì ngoại hình nó có cũ nha anh em ha, nhưng mà là cũng là còn nước sơn còn nhiều nha anh em ha. Đó, trước mắt là nắp là thấy có cứng cá đây nè ha, nắp này đây nè, cứng cá nè, một bên đây nè chút xíu nữa nè ha anh em, hai bên. Rồi mấy cái điểm mà mặt bằng anh em dễ làm lắm, trừ khi nào những cái góc này nè là không nên lấy ha, những cái cạnh này nè là không sửa được đúng không đó, còn như móp méo ở giữa thì rất là dễ. Rồi giờ mình dở trong ra coi nha anh em, đây màu sơn còn khá đẹp ha, ở ngoài có bụi bể nhưng ở trong còn khá đẹp nha anh em ha, sạch sẽ ha, đó sạch sẽ. Ở đây còn được 2 ngăn nè đó, đây hơi móp một bãi ra xíu nè đó ha anh em ha, thẳng thớm liền đúng không. Đây nước sơn là còn ok, ở ngoài nó có chút bụi bãi ha, nhưng ở trong thì màu sơn nó còn đẹp anh em ha, đó nhìn đi anh em ha, tham khảo ha. Rồi. Rồi cái thùng này mình cũng bán 380k nha anh em ha, 380k cho cái thùng này. Đây ha, còn ngoại hình là nữa như quá, ở cái nắp này nó có cứng cá ha, đó. Ngoài ra là không có chỗ nào nha anh em, mặt này đẹp ha, mặt đây đẹp ha anh em ha, đây cũng vậy ha, đó. Rồi cái thùng này mình mong muốn chia tay em nói cũng là cái giá 380k nha mọi người. Xong let's tiếp go. Theo là mình làm tới cái máy khoan bàn mini nha anh em, khoan bàn 6 tấc mini ha. Rồi em này là của thằng Toshiba nha anh em, Toshiba sản xuất tại tại Đài Loan nha anh em, Made in Taiwan ha, nhưng mà Toshiba nha mọi người đó. Cái mã của nó là DBE 13A ha, nó vẫn là điện 100V nha anh em, 330W ha, 330W đó anh em, nhìn tem đi anh em, máy này quan tâm được đó chú bác ha, máy này quan tâm được
Rồi. À, đế còn đầy đủ nha anh em ha. Đó. Em này thì nó mất một cái cử năm đây nè anh em ha. Bị cái này thôi. Ngoài ra là em nói là ngoại hình là còn khá nha anh em, thấy không? Ngoại hình là còn khá bu ly năm cấp nè. 1 2 3 4 5 cấp anh em ha. Đó, tem nhôm ha. Tem nhôm mà ở ngoài là bọc lông là còn nha anh em ha. Đế không cứng cá nha mọi người ha. Rồi ghim điện test máy thử. Xong lấy súng này qua đi qua đó. Ghim điện test máy thử. Súng này nè, ra rồi. Rồi. Bật công tắc thử nha anh em. Đầu măng ranh 13 mili nha anh em ha. Thằng này là của thằng Toshiba nha anh em. Toshiba ha. Sản xuất tại tại Đài Loan nha anh em. Đó. Em này ngoại hình là còn 65% anh em ha. Đó, về chú bác lau chùi là sẽ được thêm 5% nữa ha. Đó chú bác. Rồi tắt máy ha. Công tắc là công tắc riêng nha anh em ha. Dây cô ro là cũng còn mới ha. Đó. Nói chung là em này cũng đã có xài xương xài lướt xài ha. Đó. Nhưng mà coi như là đế chân là còn ok chú bác ha. Cái đặc biệt cái này xây được nè. Xây được 45 độ ha, xây hai bên luôn nha anh em. Rồi cái mã 602 này mình bán 1.800.000 nha anh em. Một cái khoan bàn mini 6 tấc của thằng Toshiba ha. À, made in sản xuất tại Đài Loan nha anh em. Đó, mình bán 1.800.000. Rồi tiếp theo mình có một cái bơm hơi của thằng Hitachi. Nó là Hitachi. Nó là BA 600B ha. À, dòng tua nó 1740. Điện nó là 100V ha. À, nó được 9 kg trên cm khối ha. Cái số watt nó là 890W. Nó có cái bình là 60 x 31 ha. 60 là 6 tấc bề ngang. 6 tấc bề dài, bề ngang là 3 tấc mốt nha anh em. Đó. Nó là 70 lít trên phút. Quá ok ha. 70 lít trên phút. Rất ok luôn á, phải nói rất ok. Nó là của thằng Hitachi nha anh em. Tokiko ha. Hitachi Tokiko. Rồi quay mặt trước, cao su liền lạc. Cao su liền lạc. Rồi, ghim điện. Rồi, bật máy. Anh em nhìn đồng hồ nha anh em. Hôm bữa giờ xài cái dây Việt Nam hư hoài. Tại Việt Nam hư hoài, hôm nay ra bãi tìm được cái bơm hơi, cái súng xịt hơi. Anh em nhìn anh em. Made in Japan ha. Đó. Súng xịt hơi của Japan ha. Rồi. Đó. Không. Đó. Cái này không kèm theo máy nha anh em, cái này mua để xài nha anh em. Đó, dây nè. Dây đục gà nè. Dây đục gà của Nhật luôn anh em. Đó.
tiền đụng dây để xài nha anh em. Đó. Dây này cũng nói chắc được 4 mét để xài cho vui. 9 ký nha anh em. Rồi 9 ký luôn ha. Giờ test máy ha. Coi như là 7 ký nó bơm lại anh em. Ha. Rồi 9 ký là tiếp tục ngắt nha anh em. Rồi. Rồi cái sản phẩm này là sản phẩm cuối cùng Quý Bảo ha. Quý Bảo mong muốn chia tay cũng với 1.8 triệu nha mọi người. Thôi mạnh nha anh em. Rồi bây giờ coi như là đây là cũng là sản phẩm cuối cùng Quý Bảo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video từ đầu tới giờ ha. Anh em chú bác thầy thợ cảm thấy món nào ưng ý hợp lý thì xe duyên cùng em nó ha, gọi điện đặt hàng. Còn không thì cứ việc như coi như là xem để quên buồn tìm vui ha, xem giải trí ha anh em ha. Rồi thôi giờ không có nói nhiều, cảm ơn mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người video sau vào lúc 10 giờ mỗi ngày nha anh em. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người. Bye bye.